Hay tin bạn bị một sugar daddy lừa quan hệ nhưng không chu cấp tiền như đã hứa. Một chàng trai cùng hai cô gái lên kế hoạch dụ nạn nhân vào khách sạn, dùng roi điện trích để cướp tiền, điện thoại. Ngày 6 tháng 1, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị T, N, 25 tuổi, ngụ quận 12, Lê Quy, D, 23 tuổi, ngụ quận Tân Bình, Nguyễn Đình K, 17 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn để điều tra về hành vi cướp tài sản. Cơ quan công an kêu gọi những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng này thì liên hệ trình báo để phục vụ công tác điều tra. Kết quả điều tra ban đầu xác định vào cuối năm 2023, Lê Quy, D có quen biết với một cô gái tên N, 21 tuổi, quê tại Đắk Lắk. Cô gái này là một sugar baby, các cô gái chuyên nhận cặp kè đổi tình lấy tiền. Tại đây, N, A, tâm sự mình bị một sugar daddy dởm có tên T, C, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, lừa quan hệ nhưng không chu cấp tiền hàng tháng như thỏa thuận. N, A, chỉ chia sẻ câu chuyện chứ không có ý định bảo D, trả thù hay đòi tiền hộ. Đến đầu năm 2024, D gặp Nguyễn Thị T, N và Nguyễn Đình K, A, hiện cả hai đang sinh sống bằng nghề sugar baby kiêm người mẫu khỏa thân cho một ứng dụng đồi trụy của người nước ngoài. Qua buổi gặp gỡ này, N và K, A, chia sẻ mình cũng đã bị một sugar daddy dởm có nickname T, C, lừa tình cảm. Hiện người này cũng đang bị cộng đồng sugar baby ở thành phố Hồ Chí Minh bóc phốt vì thói chốt ngựa truy phong, dụ các cô gái trẻ cho thỏa mãn nhu cầu thể xác rồi cắt liên lạc, không chu cấp tiền như đã hứa hẹn. Trùng hợp, người có nickname T, C này cũng là người đã lừa N, A, bạn của D trước đó. Vì thế, cả bọn đã nảy sinh ý đồ, lên kế hoạch trả thù cho giới sugar baby. Cả nhóm thống nhất sẽ cử K, A, thông qua nhóm Sugar Baby Sài Gòn để nhắn tin, tiếp cận với T, C, rồi dụ dỗ đưa đến một khách sạn ở đường Phạm Phú Thứ, quận Tân Bình. Cả nhóm sẽ bố trí phục kích, xông ra đánh hội đồng, quay lại cảnh T, C, khỏa thân để bốc phốt trên mạng. Để phục thực hiện kế hoạch, N, mua một roi điện trên mạng. Cả nhóm không cho N, A, tham gia vì T, C, đã biết mặt và nơi ở của cô gái này. Đúng theo kế hoạch, T, C, đã cắn câu K, A, và bị dụ dỗ đến khách sạn. K, A, yêu cầu ông T, C, vào nhà vệ sinh để tắm. Lúc này, K, A, mở cửa cho N, D, vào phòng, trốn vào tủ quần áo. Khi ông T, C, không mảnh vải che thân bước ra thì cả nhóm xuất hiện, đánh hội đồng và dùng điện thoại quay lại clip. D, dùng roi điện để trích, uy hiếp, còn K, A, dùng điện thoại quay phim. N, tra khảo ông T, C, đã lừa tình bao nhiêu cô gái. Khi T, C, không trả lời thì bị cả nhóm súng lại đánh. Cuối cùng N, yêu cầu ông T, C, phải đưa 15 triệu đồng là chi phí đã lừa tình các cô gái. Tuy nhiên, ông T, C, chỉ còn 2 triệu đồng nên cả nhóm tiếp tục lao vào đấm, đá dằn mặt. N, yêu cầu nạn nhân chuyển toàn bộ số tiền trên vào một tài khoản ảo được D, mua trên mạng. Trước khi rời đi, cả bọn còn lấy chiếc điện thoại hiệu iPhone 11 Pro Max của nạn nhân. Để tránh ông T, C, đuổi theo, N, yêu cầu nạn nhân giao thêm chìa khóa xe. Nếu ông C muốn chuộc lại điện thoại và chìa khóa thì chuẩn bị sẵn 15 triệu đồng. Cả ba người rời đi, đón xe đến quán nhậu trên đường Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp. Tại đây, D đề nghị sẽ mua lại điện thoại của nạn nhân với giá 4 triệu đồng.